Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đầu Câu Trần Tiến nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu tất cả cô chú anh chị một lô máy. Một lô máy nha. Thì ở đây thì nó có 150 nè, 170, 180 ngàn một máy. Thì giá em bán đây là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển nó rơi vào khoảng tầm 30 đến 40 ngàn một đơn. Tùy vào khu vực giao hàng của tất cả cô chú anh chị nha. Thì cô chú anh chị nào lấy thì alo trực tiếp cho em với số điện thoại 05 220 220 30 nha. Rồi em giới thiệu tất cả cô chú anh chị con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên này là con mã số 251. 251 này là con Daiwa nha, carbon printer 700. Size tương đương nó size 1500, made in Taiwan. Thân nồi carbon, tay quay bằng carbon luôn, tay quay line nha. Quay khá là êm. Mô bin sống, gạt cước ngon lành, vô lăng đây, sát đẹp. Cước 234, 2 đường 150m, 300m, 475m, ngoại hình đây. Mã số này là 251 giá 150 nha. 251 giá 150. Tới 252, 252 này là con Suta BR35 size 2000, made in Korea. Thân nồi tay quay đều bằng carbon hết nha, đuôi chuột sử dụng tốt đây, vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành, quay đây quay khá là êm nha, mô bin sống, chế độ 2 chiều, quay chế độ 1 chiều. Con này mã số của nó là 2 vô đường 150m, 390m, 470m nha. Ngoại hình còn khá là đẹp. Ngoại hình khá là đẹp. Mã số này là 252, giá 150 ngàn. Tới 253. 253 này con Suta FX35. Size tương đương với 2000 luôn. Cước Gato 4.6 nha. Cước số 2 đường 170m. Gạt cước ngon lành, made in Korea. Quay khá là êm nha, chế độ 2 chiều, quay chế độ 1 chiều. Đuôi chuột và sử dụng tốt. Rồi, mã số ngoại hình đây, khá đẹp. Mã số này là 253 giá 150 nha. 253 giá 150 ngàn. Tới 254. 254 này là một con Devopin DS30. Size tương đương nó size 3,5 nha, 3,5 4,000. Cước số 5 đường 120m để đây nè. Made in Korea, thân nồi tay quay đều bằng carbon pha hết. Quay khá là êm. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Mô bin sống. Gạt cước ngon lành. Quay hình máy đây. Mã số này là 254 giá 150 ngàn nha. 254 giá 150 ngàn. Tới 255. 255 này là con Goza Spin 35. Con này hãng của nó là hãng không phải hãng nha. Gato 4.3, cước 2 đường 150m, 3 đường 120m nha. Con này size tương đương nó là size 2,5 á. 2,5 3,000 tùy vào anh em đánh giá nha. Nhưng mà cái nồi nó vô cước tương đương 2,000 thôi, nhưng mà con size tương đương 2,5 3,000 lần quay hình đó. Nồi nhôm thân với tay quay bằng carbon pha. Quay rất là nhẹ nha, chế độ 2 chiều, quay chế độ 1 chiều. Mô hình sống, quay hình máy đây. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Mã số này là 255 nha, 255 giá 150 ngàn. 255 giá 150 ngàn. Tới 256.
26 là con Marine BS600, size tương đương nó size size 1000 nha. Cứ số 1 được 150m, số 1 cũng 150m nha. Vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Con này không để mắt in. Thân nồi tôi quay được bằng cặp thân với nồi là bằng thân nồi là carbon, tôi quay là bằng kim loại nha. Tôi quay này kim loại. Đây mất cái tem Revo đây, không sao nha. Quay rất là êm, nhẹ, mượt. Bô bình sống. Gạt cước ngon lành. Và hình máy đây. Đổi tay trái phải nha. Quay rất là êm. Mã số 256 giá 150.000. 256 giá 150.000. Tới 257. 257 này con Olympus CX 700, size tương đương nó size Made in Bangladesh nha. Made in Bangladesh. Cước số 2 đường 150m, số 3 100m, số 4 70m, còn size 2000. Made in Bangladesh, trên thân máy nó không có để đâu, chân máy không để mà để trên cái nồi nha. Thân nồi tôi quay, thân nồi carbon tôi quay là bằng kim loại. Quay khá là êm nha, hãng Olympus. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Quay hình máy đây. Quay hình máy khá đẹp nha. Vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Mã số này 257 giá 150.000. 257 giá 150.000. Tới 258 này con Olympic Power Mica SS 700, size tương đương nó size 700. 700 size mini nha, máy nhỏ. Con này nồi thân nó xấu nè, anh em thấy về sơn lại nha. Sơn phết lại, thân nồi tao quay đều bằng kim loại hết, vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Con này anh em về sơn lại đẹp lắm luôn á. Cước 270m, 315m, 4 được 80m. Made in da băng nha, con này made in da băng. Quay rất là nhẹ, êm. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Mô bình sống. Quay hình máy đây. Xấu nha, chạy cũng khá là nhiều. Mã số này 258 giá 150.000. 258 giá 150.000. Thế 259. 259 này là một con SS 1000. Con này con Shortik là hãng nha. Con này size tương đương 2000. Cước số 2 đường 150m, số 3 đường 100m, số 4 70m. Con này made in Korea nha. Thân nồi carbon. Tao quay là bằng tao quay kim loại nha, tao quay kim loại. Quay rất là nhẹ. Chế độ 2 chiều. Bật nó lên. Đó, quay chế độ 1 chiều anh em gạt này xuống nha. Quay khá là êm. Bô bình sống. Vô lăng đá sứ nha. Gạt cước ngon lành. Quay hình máy đây. Gato 5.2. Đây mới cái tem logo. Mới cái tem logo thôi nha, chứ không ảnh hưởng gì nha. Mới cái tem logo thôi. Con này mã số của nó là 259 giá 150.000. T260 này là một con Aluva 2000, size 2000 nha. Ở size 2000, made in Korea. Nồi nhôm. Thân carbon, tay quay carbon luôn. Đổi tay trái phải, anh em đổi tay mở ngóc này ra nha. Lấy nhích dặn nó ra. Quay khá là êm á. Chế độ 2 chiều. Mô bình sống. Gạt cước ngon lành. Vô lăng đây, sáng đẹp nha. Đó, quay rất là êm. Mã số này là 260 giá 150.000. 260 giá 150.000 nha. Cái 261. 261 này là một con Olympic Spinlimer 700, size tương đương 700 nha, máy nhỏ thôi, nhỏ xíu à. Máy xinh lắm nha. Made in Korea. Nồi carbon, thân kim loại, tao quay kim loại.
tao quay dặn ốc nha. Đó, tao quay dặn ốc, anh em bỏ tay cũng cứ mở cái nắp này ra dặn ốc qua thôi nha. Tao quay dặn ốc. Quay khá là êm, con đuôi chuột. Chế độ 2 chiều. Qua chế độ 1 chiều. 1 bình sóng. Qua hình máy đây. Mã số con này là 261 giá 150 ngàn nha. Đúng không? Đúng rồi. 261 giá 150 ngàn. Thứ 262. 262 này con Gojabin 30, size tương đương nó size 2,5 thôi. Cước số 1.5 được 200m, số 2 được 130m. Vậy con thương này tương size 2000 nha cô chú anh chị. Máy size 2000 thôi. Made in Korea. Rato 4.3, nồi nhôm, thân carbon, tao quay carbon luôn. Đổ tay trái phải quay khá là êm. Con này quay hình đẹp nha. Quay hình đẹp. Đây hơi chốc tèn chứ, nhưng mà còn quay hình còn khá đẹp. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Quay hình máy đây. Quay hình xong. Rồi con này mã số của nó là 262 nha, 262 giá 170 ngàn. 262 giá 170 ngàn nha. Thế 263. 263 này là một con Handom. Handom là tên hãng nè. Hãng của nó là Handom Van 803, size 4000. Made in Korea. Nồi carbon, thân kim loại, tao quay kim loại nha. Con này anh em thấy về sơn thân rồi. Con này sơn thân là đẹp nha. Quay. Con này quay khá là êm. Bộ bình sóng. Chế độ 2 chiều. Ồ, dưỡng dày. Nói chung con này quay còn khá là ngon. Nói chung quay còn ngon lắm nha. Gạt cước ngon lành luôn nè. Bộ bình sóng nha. Ở mã số này là 263 giá 180 ngàn. 263 giá 180 ngàn. Tới 264. 264 này là một con hãng Alpha Tắc Lê MX4401, size tương đương nó size 4,5 nha. 4,5 lớn 4,000 luôn. Nó như nó gần bằng 5,000 luôn nha cô chú anh chị. Thôi con này size 5,000 luôn rồi. Cước số 4 được 200m, 550m, 630m nha. Con này không để mắc in. Thân nồi ta quay được bằng carbon hết. Quay khá là êm. Đó. Bộ bình sóng. Gạt cước ngon lành. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Quay sóng. Quay hình đây còn khá đẹp nhé. Mã số này là 264 giá 180 ngàn. 264 này giá 180 ngàn. Tới 265. 265 này là một con Daiwa Sportmax GS800. Con này đá sứ nha. Gạt cước ngon lành, thân nồi carbon, ta quay kim loại. Con này made in Japan luôn á, Daiwa Japan nha. Size con này tương đương là size 1,5. Quay khá là êm. Cước 2 được 220m, 350m, 4 được 100m nha. Quay êm. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Ủa, quay hình máy đây. Mã số này là 265 giá 230 ngàn nha. 265 giá 230 ngàn. Tới 266. 266 này là một con Shuta ET2505. 2050 chứ. Size tương đương 4 ngàn. Made in Korea nha. Nồi carbon. Thân kim loại, tao quay kim loại. Tao quay dặn ốc nha. Ta quay dặn ốc, anh em đổi tay cứ dặn ốc thôi, dặn cái ta quay vô thôi. Đó. Quay khá là êm. Đó, này quay khá là êm nha, chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Đó. Bên này anh em đổi tay cứ dặn qua thôi, ra tô 4.6 nha. 4.6. Cước 4 được 240m, 575m, 635m nha. Quay hình đây, còn khá đẹp. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành.
Mã số này là 266 nha, giá 180 ngàn. 266 giá 180 ngàn. Tiếp 267. 267 này con đây qua Silverline 500. Một bình sống. Size này con size nó size tương đương nó tầm khoảng 4.000 4.500 nha. Made in Japan. Nồi carbon, thân kim loại, tôi quay kim loại nha. Quay khá là nhẹ. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Quay hình máy đây, quay hình máy nói chung là có chạy nhưng không đáng kể nha, vô bin sống. Vô lăng. Còn khá ok nha. Đẹp cước ngon lành. Thông số cước không có để nè, trên nồi không không có để thông số. Mã số này là 267 nha, giá 180 ngàn. 267 này giá 180 ngàn. Tới 268. 268 này con đây qua Sportline, Sportmax chứ, GS700, size tương đương nó size 1.500 thôi. Cước số 2 đường 150m, 300m, 475m nha, made in Japan. Thân nồi carbon ta quay kim loại. Quay khá là nhẹ. Mùi sống đẹp cước ngon lành. Quần máy đây nói chung còn khá đẹp nhé. Rồi vô lăng bằng đá sứ luôn, còn vô lăng đá sứ. Mã số con này là 268 giá 230 ngàn nhé. 268 này giá 230 ngàn. Rồi cô chú anh chị có lấy cái mã số máy cứ alo trực tiếp cho em nhé. Rồi cảm ơn tất cả cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị các video kế tiếp.